không mà giờ luôn không đang chết à. Đó lụm vừa trời mày. Tại vì cái sân bên đây nó rộng mà thấy cái ly nó rộng. Hả? Sao? Khùng quá mày. 9 mét luôn ta. Giờ em với anh đo cá gì? Em nói sân này rộng. Cá cái lẩu mày luôn á. Trời trời, lát lấy cây đo. Không có lưới, không có lưới. Ở với điểm cho Kha. Quấn đi. Vô. Quấn hình. Quấn lại sang. Má quấn đi một. Chàng. Quấn đi. Bà nó quấn lại gì cái ốc chụp 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 gì đây. Rõ. Còn nhìn vậy đủ mấy chơi mày sợ sao nhìn ma bông ra hủ vô quy vô về thế mới gồng đồng mi nó đi bữa nay luôn vô thương sao cho hỏi ý khùng quá mày năm hai đánh dưới lưới hỏi về điểm cho đội Trường Quy 3 năm tiền cao lên ra biên là cho nó quay thôi chị nhiên quánh được rồi ra biên không gì quánh được nha. Cho bóng tốt đổi về điểm cho đội Trường Quy 4-2 phong cách riêng cầu thủ nhận liên đổi về điểm cho đội Kha 6-4 xong bắt bên nào cũng như vậy bên nào dậm miếng cũng chiến thắng chèn đi sang nó không dám chèn hết chứ không chấm bút tốt đổi về điểm cho Kha 8-4 lỗ nhỏ không bỏ không có ai lót cái gì vậy lên điểm nè bóng tốt đổi về điểm cho đội Tùng Vi 5-8 sớm để cho quỷ sập bánh vai thấy đi mẹ thấy không kịp bỏ gì họ đừng có tranh chấp tốt ở về điểm cho Kha 16
À, thấy bình thường giờ bỏ không cũng ăn. Bỏ bóng tốt, bỏ vô được cái bò trồng viên. Chuyện chủ công các quý ơi. Bóng ngoài bỏ về điểm cho đội Tùng Vi 7-11. Đè mập á tí. Bóng ngoài bỏ về điểm cho Kha. Mập xanh rồi nhưng mập 7. Đá bóng tốt bởi vì điểm cho đội Tùng Vi. Bên B ngay mập á Huy. Đá bóng tốt bởi vì điểm cho Kha. 13-8. Biết mà có giỏ thôi. Đè mập kìa quý. Bên bơi đè mập bên đây nè. Đứng cao vậy mà không có. Vậy Bên đây hết xe rồi, xe sao làm lại. Dễ lao ơi. Quýnh vậy quýnh không được đâu. Thương quýnh không thương vô thấy Thịnh đi thương. Cậu quá anh thương chán đụng anh Thái mày nói gì vậy. Mày quýnh qua tay chắn thương không mà.